Rồi xin chào các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập thể lớp 84 trong cái bài á là vẽ dáng nhân vật. Bây giờ chúng ta bắt đầu chấm bài thôi. Cái gì chứ cái bài dáng nhân vật này nè ha. Là mấy em cũng dễ lắm mà dễ gớt. Đây. Dáng nhân vật bài của Thanh Trúc. Từ từ nha, ai cũng có phần. Ai cũng lên dĩa. Chào mừng các bạn đã đến với phiên live của chúng ta nha chưa. Trời ơi. Thấy không, đơn giản nè, tô ló màu đây, nhá lên, thấy không, không thấy hả, đây nè chèn, đây nè, đó, thấy chưa, nó nhá cái lem, lem lúa trừ điểm, trời ơi, mới vô bị trừ điểm mà xuất sắc, đơn giản vậy thôi, chứ có khó cái gì, tâm bốn, thấy không, tôi chấm điểm với ẹt luôn, tiếp, phải như vẽ thêm con, từ cái, à, trừ 10 điểm, chúc mừng em nha chưa. Chủ đề là gì hả? Là vẽ dáng nhân vật đó, trời ơi con đơm đớm, không thể nào tưởng tượng được. Gia Hân, trời ơi, em vẽ dễ thương quá ha. Này dễ thương nè ha, trừ 10 điểm, trừ đi, cho nhớ. Chứ không phải là không bao giờ nhớ, ngộ vậy đó. Nè, hay chưa, trừ một cách nhẹ nhàng. Thấy không, không cần cái gì nữa khổ. Bình thường mấy giờ hay like, trời ơi em ơi em, hôm nay like bù đó, tối nay like thêm phiên nữa được chưa. Tiếp An Gia đó hả, chèn phẹt ơi, bao nhiêu cái ke nét còn cái đầu không ke là sao nữa. Tên gì đó, Mỹ Vi, chèn ơi được, thấy không đó, thấy không, ke bị thiếu cái nét của cái chân ở đây nè, đó chưa, xuất sắc. Nhiều đây thôi, lấy điểm cao liền, không khó khăn một miếng nào hết trơn luôn. 86 chèn, ơ tôi chấm điểm dĩ ẹt, thấy không, cực kỳ là dễ, mà tôi nói thiệt không ai dễ bằng tôi nói thiệt luôn đó. Tiếp, em bị chia hai số điểm nha. Phan Trung Hiếu chèn, ơ cái em này lúc nào làm cũng chỉnh chu hết trơn đó, mặc dù đó là quậy nhất nhì trong lớp nhưng không sao, quậy quậy lì lì nhưng mà bài tôi chất lượng là tôi chịu nha. Còn à, môn khác tính sao nha, chưa được, tôi ưng vậy đó. Dễ thương nè, thấy không đó, đơn giản vậy nè, khó khăn gì thấy không. Lấy 9-14 điểm, nhanh gọn lẹ, không nói nhiều ha. Tính cho 95 nhưng mà ghi chữ không có được đẹp. Tôi trừ điểm còn 94, trời ơi ngon lành. Thầy cái chân gì kỳ vậy thầy? Ừ ha, cái chân đây ngộ quá ha. Còn 90 đi, tội nghiệp em. Tiếp, cảm ơn em nha chưa. Chịu khó tô nền là tôi hả, ghi nhận công đức của em rồi. Tiếp, tên gì đây, chèn ơi Quang Phú đó hả, trời được quá he. Đây nè, dáng ngự nè, thấy không, từ đầu tới bàn chân nè, còn thêm tên nữa, còn tô nền nó chèn ơi ngon lành luôn đó. Cái bức này tôi cho 95 được, thấy không, không khó dễ gì với mấy em hết trơn, làm rẹt rẹt là cho điểm cao ngút ngàn, chờ may liền, thấy không, 95 ngon lành luôn. Cái tay gì kỳ với thầy, trời, cái tay người ta làm đúng rồi đó, em làm được không, sao em hay nói ngộ quá à. Tiếp, chèn ơi sao nhân vật đẹp đẹp không vậy Bảo Ngọc, chèn ơi được quá ha. Ê mà sao thầy hỏi cái bờ vai vạm vỡ quá vậy, lưng dài vai rộng mà làm biến đó em. Cái mặt gì kỳ vậy thầy, ủa chứ cái mặt nó không phải gì, cái tay này kỳ lắm nha thầy. Ê cái tay kỳ thiệt nha, cái tay này ngộ nha, cái tay này gan bị con ong nó chích vô đây vậy đó, trời tàn ác quá đi, tội nghiệp quá. Cái tay ở đây nè kỳ quá vậy, chăm chế nha chưa. Cái bức này 90 thôi được đi, thôi 89 đi, rồi xong, 90 không hài lòng mà hả, 92 không chịu, thôi cho 89. Chèn ơi ai tặng con heo vậy, tí nị tặng con heo hả, nghỉ chơi. Tay bốn ngón hả thầy, đúng rồi em. Một ngón là em giữ đó, em nhiều chuyện, im lặng đi. Trời ai chỉ vẽ cái chân vậy, là một méo đây kỳ cục vậy. Tên gì đó, Mỹ Huỳnh, trời vẽ gì nè, thấy ghê. Thánh thần thiên địa ơi, cái tay nè chèn ơi, ta nói cái khớp xương nó bị chẹo cục sống ha, chẹo xương sườn rồi chẹo luôn cái xương vai luôn hả gì. Đây nè chèn ơi, nghĩ sao vậy chèn, đây nè thấy ghê muốn chết, yêu quá chứ phải ngừ. Đây nè,
cái tay đưa thẳng xuống phải không, ngoéo qua bên thấy ghê. Tiếp cái tay từ bên đây đưa xuống ha, hoành trắng lệ ha, nguyên cái bờ vai ngó cái tay chất quớt, thấy ghê thiệt sự, không là tưởng tượng mà chấp nhận được. Em vẽ như vậy đây nè, cái chân nè, cái đùi ha, cái khép lợ này dáng gì ghê không, là cái dáng gì đó hả. Đâu vậy nè, thấy ghê chưa, xuất sắc. Tám hai, ủa cái này như nó hết mực rồi đó. Ê, tôi nói thiệt với mấy bạn nha, tôi chấm điểm là tôi nói không có ai mà chấm dễ bằng tôi một bằng tôi luôn đó. Tiếp chèn phẹt cơ, tao nói xuất sắc luôn đó Mỹ Huỳnh. À quên, em vẽ là bà chân dung nộp thầy đó hả, tội nghiệp quá thấy không đó, đơn giản điểm cao liền thấy không, tốt được bà chân dung thấy không, khó khăn gì đâu, thôi vẽ được thầy cho đậu nha, chứ hôm bữa thầy chấm điểm rồi, bổ sung vô thôi ha Mỹ Huỳnh, được đi đó, cái bức này là được nè, 86 điểm đó, khó khăn gì. Tiếp cái gì nữa, chèn phẹt ơ, cái này điểm sao cao được, 86 điểm hay không, đơn giản lấy 86 điểm không có nhiều gì chơi. Cái gì nữa, 100 điểm thầy ơi, no chèn ơi, cái đề này dễ gần chết, dễ rớt mà mấy em dễ gì mấy em rớt là đúng, cho cái này mà được 100 điểm nằm mơ đi em ơi, cho thêm 5 điểm nữa đó chín món, tại vì mấy em nói thì tôi cộng điểm thôi chứ trời ơi. Lê Ngọc Như nè, vẽ là cái bài chân dung nè, tại vì hôm bữa làm sai đó, ừ tội nghiệp quá thấy không đó, vẽ cái tay nè ghê không, đơn giản như vậy là lấy 80 điểm liền ha, đậu liền, không khó dễ gì hết trơn á, làm đúng đề là đậu, đơn giản thôi. Tiếp năm sau thầy có giải lớp 7 không, no biết. Tiếp Phạm Vũ Minh Hoàng, trời dễ thương quá vậy, đối với em đây nhân vật gì đó, các bạn bình luận bên dưới phần mô tả, phần bình luận để thầy biết với nha. Và nhớ đăng ký kênh cho thầy đó, các bạn nào mà chưa đăng ký kênh YouTube Hoài Danh Dạy Dĩa thì nhớ đăng ký giùm thầy nha, gần được cái nút bạc rồi đó. Doraemon hả thầy, chính xác luôn, đây là nhân vật Doraemon mà các bạn đang nói tới đó. Cuộc đời em bất hạnh, chuyện phải có Nobita nói vậy đó, ngộ không hả thầy, đúng em ngộ ghê đó, đơn giản vậy đó, 89 điểm không khó khăn gì hết trơn. Tiếp đời tội nghiệp quá vậy, cho thêm 5. Tôi dễ em. Tiếp sao mà dễ thương, cái nét cái dáng đẹp dữ dằn vậy ta, tên gì đây, còn 99 nè thầy ơi, nhớ con không, 99 là ai nữa, Thâm Thủy cho 99 điểm cai nè, ghê không, chiến này được 100 rồi nè chuyện ơi, mèo Simmy đó hả thầy, trời xuất sắc, sao em biết vậy, cảm ơn các bạn nha, thả tim và tặng quà cho thầy Dân, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Riêng cái bài này cho 99 tiếp nha, vì sao hả, vì chưa chỉnh chu tới mức độ 100. Lớp 8 dễ gì là yếu quá đi, hay không, Miku 99 điểm, bài trước 99 rồi, bài này 99 nữa đi, cho đau đớn hơn. Tôi giúp em chuyển nước biển thôi mà, tôi có làm cái gì em đâu mà em sợ. Tiếp đó thấy chưa, cái dáng gì mới gọi là đẹp nè, trời thấy tay ghê quá, trượng điểm, còn 99 tên gì đây, tên là Nai Vân hả, hay là Mai Vân, chắc là Mai Vân rồi đó, trời đẹp dữ hay không nè, thấy chưa, đẹp ghê không, nó xuất sắc luôn nha, đó rất là xuất sắc luôn nha, 99 đơn giản vậy thôi, không khó gì trơn. Tiếp chèn ơi chèn, Naruto trong cuộc đời của tôi đó hả, sao tôi nhớ nhân vật chính ta đẹp bao nhiêu, em dễ là buồn tả quá vậy, chân mày mất tiêu kìa, buồn ghê không, dạ khụ nè, tên gì đấy, Như Tiên nè, thấy không, Như Tiên mà em dễ nhân vật nhìn như ma vậy đó, cái gì vậy, cái gì là cái gì, cái chân gì kỳ vậy thầy, cái chân này hả, cái chân này bị tai nạn xe hơi, đi cà nhắc cà nhắc, rồi đóng nguyên cái cây trụ lên đó, nói cái chân lợn, chàng ơi người ta vẽ cái gì mà sao hay vô hay chê quá vậy, ngộ thấy ghê ha em đó, bởi vì em bình luận nhiều câu em không sợ người ta buồn hay không, người ác mồm ác miệng ác hơn tôi nữa trời, ghê thiệt sự. 75 ở trời chăm chế được đi, cộng thêm 5 đi, 80 tội nghiệp, cái dáng này nó dễ chứ nó khó gì hết trơn, cái tên gì đây, Hoàng Kiều nè, thấy chưa, thấy không, cái chân nè thấy không, hai cái đầu gối ăn nhập vào nhau ghê không, cái đầu gối đây nhìn ra được, cái đầu gối đây nó bị khuỵu xuống, chờ tội nghiệp, khuyết tật tội nghiệp, là tội nghiệp luôn, xương ở đây nó bị khuỵu xuống một bên, tội nghiệp, cái chân của bạn này quá đi, chắc là bị có tật đó, cộng điểm đi, tội nghiệp quá hả, 79 khổ ghê. Tiếp trời ơi, 79 là cao, tôi nói thiệt nha, cái bức này mà 79 cái gì, 78
trừ thêm điểm nữa đó. Tiếp chèn ơi chèn, cái bà này ở châu Phi nè, Lê Mỹ Huyền nè, thấy ghê không? Sao giống cái bà gì mà hả, giành được cái giải gì mà trong cái cuộc thi mà Miss Grand International mới vừa qua đó, y chang luôn, đen thù lùi, ghê không? Được cái bộ trang phục là đẹp ghê đó. Cái gì không có mặt ừ được mà dễ dáng người thì không cần vẽ ngũ quan, vẽ chứ được cái dáng là ok liền ha. Chờ vẽ trên giấy scan xong 300 GSM nữa nè, ngon lắm chưa đó, thấy không, khó dễ gì. 95 tiếp, trời phẹt ơi, cái này mà 95 hả, cái này ngoéo qua đây thấy ghê quá đi. 90 quá đẹp xuất sắc luôn, Hoàng Lâm ơi, không gì đẹp hơn bài của em nha, chưa 30 gớ. Ồ đẹp tuyệt vời, đẹp vô tận luôn đó, tao nói xuất sắc tuyệt vời, không thể nào bằng bài của em được. Tiếp đi, tôi nói em sao, em dễ dáng ngừ mà em vẽ cái con gì em nộp cho tôi vậy, em vẽ quanh bi hả, em tin là tôi cho 1 điểm không, 1 điểm là quanh đó. Ừ chị em phải có dễ dáng ngừ này, con ngừ của em đó hả, con ngừ dữ chưa, cái này là con hu mà, con ngừ đó sao chèn ơi, em không phân biệt là con ngừ hả, sao kỳ với em chèn ơi, lớp 8 rồi đó chèn ơi, thì tôi chấn động với em luôn đó, thì không muốn nói cũng phải nói tới, ngộ ghê vậy nè, nhìn hai cái chân mắt em mắt ghét ghê không đó, gì nè dáng ngự dữ chưa, tôi phải rep em mới được, tên gì ạ, Nhật Ân hả, ừ em là em làm nhiều cái tôi coi không được đó, dáng ngự dữ chưa đó, khổ ghê vậy đó, dáng ngự dữ rồi đó, không thể nào tưởng tượng được, bài của mình toàn diện xuất sắc luôn, thôi cho 20. Em tôi nói thiệt nha, cái bài này dễ chỉnh chu mà nó còn thua cái dáng na của Son Goku luôn đó, quyền bên con ngựng bên con thú, ghê thiệt sự, tôi khen tiếng tôi không muốn nói mà tôi cũng phải nói. Cái gì nữa chèn ơi, hai cái tay như hai con yêu quái gì đó, tên gì đây, Thanh Bình hả chèn ơi, vẽ gì nè mấy em ơi, tội nghiệp không, thấy ghê thiệt sự luôn đó, đây nè cái tay nè, thấy ghê không đó nè, ghê không, bởi vậy tôi nói em không bao giờ mà em đậu được môn của tôi là đúng rồi đó. Tiếp Naruto hả thầy, đâu có, cái đó là cái gì á, trời ơi tuyệt vời luôn, Giang Cẩm Hào, tôi nói em ha, công nhận cái năng khiếu em có năng khiếu chứ không phải không có đâu, nhưng em vẽ người không có lỗ tai và kèm cái chân mày mất tiêu luôn, xuất sắc. Ủa em vẽ chai En đó hả, trời ơi xỉu cái đùm liền, chai En trong Naruto có lộn, chai En trong Doraemon mấy em ơi, xuất sắc luôn em ơi, còn cái gì mà đẹp bằng nữa, quá đẹp luôn thấy không, 30 không thể nào tưởng tượng, và tôi bị sốc với cái tranh của em. Ừ chữ đẹp vậy thầy, cái này là chữ của tôi viết giùm bạn đó, chứ có ai đời mà ghi chữ đẹp mà dễ ghê không, trời ơi đó, ít ra phải được gì nè thấy không, đơn giản mà điểm cao nè, khó dễ gì thấy chưa, đơn giản màu sắc tinh tế tô kỹ lưỡng là được 100 điểm, không có nói nhiều đó thấy không, tôi khó dễ gì với mấy em thấy không, đơn giản vậy thôi chưa, có cần mấy em vẽ cái gì nó cao siêu nó hoành tráng không đó, tôi nói bao nhiêu lần thấy không, bàn tay ba ngón hả thầy, trời thấy ghê quá vậy, thôi cởi đi, bài đẹp quá rồi, cuộc đời em tan nát rồi em ơi, tranh bị rách trừ điểm, vì sao hả, đây nè tôi minh chứng cho coi nè, đây nè bức tranh bị rách nè, không thấy hả, thấy cái lỗ không đó, đây nè thấy không, thấy cái lỗ không đó, tranh bị rách nè, thấy ghê chưa, tàn nhẫn chưa, rồi giận sao cho điểm, trời ơi thầy ơi, thầy người ta tạo hiệu ứng cái mồm đó thầy, nhưng mà nhìn kỹ lợi thì cũng không có gọi là bị sao hết, cho nên lạnh chăng dễ thương đó, bởi vì cuộc đời em tan nát, gặp tôi nữa là em hết quan môn năm nay luôn. 20 tên gì á, Gia Bảo hả, bởi vì hay ghét hết sức. Tiếp rồi ô, tao nói cái bài em còn hơn là cái giấy nháp nữa, tên gì đó, Phi Khang phải không, ừ. Em vẽ cái gì, em thái độ hả, cái này là giấy gì vậy em, giấy nháp hả em, hả giấy nháp hả em, trời ơi tôi không thể nào tưởng tượng được, 0 điểm, mai mốt nộp bài cho tôi, nộp cho đàng hoàng tử tế nha, em nộp kiểu này em tới công chuyện tôi báo trước vậy đó, em đừng có mà giỡn mặt với tôi, chèn phẹt ơi, cái gì chờ cái gì vậy, ngộ ghê vậy đó. Tiếp bao nhiêu điểm mấy em, cái gì nữa vậy, tôi đã bấm vô cái gì rồi, khổ tâm muốn chết. Từ từ nha, cái bài này bao nhiêu điểm mấy bạn, ghê không, xuất sắc chưa, đẹp chưa,
nè, dáng ngự nè, mà mắc cái chân trượng điểm tên gì đây, Bảo Ngân, trời ơi thôi chăm chế đi, cái bài này tôi chăm chế, tôi thương tình cho chăm tròn luôn nè, ghê không, quá đẹp luôn, ghê chưa. Mình phải hiện từ như vậy đó thì hả bài nó mới chất lượng được, thấy ghê không, đẹp không đó, ngon lắm. Liên tiếp chèn ở mắt cái chân rồi trừ điểm luôn đi, mắt cái phần chân em ơi, cái gì nữa vậy, mắt phần bàn chân rồi bàn chân như chưa, trời ơi khổ quá đi, bị trừ 10 điểm đó. Mình phải trừ như thế này nè bạn mới nhớ, dán ngự từ đỉnh đầu tới bàn chân cái gì dễ mất tiêu, tên gì đó, Ngọc Hương hả, tội nghiệp em quá đi, cái gì vậy em ơi, sao mà ngộ quá vậy, nhìn khó chịu quá vậy, lực điền dữ he đó. Vậy đó, đòi điểm cao, cao gì nổi mà cao, cái này là hả cao cha, cao xỉu luôn đó. Đây nè, thấy không, cao chạ sa bay tiếp à, da trắng bệt vậy, bạch tạng hả em, thấy ghê quá vậy, bạch tạng, thấy không, Nobita bị bạch tạng, thấy chưa, mấy bạn không biết đây là cái đoạn bị cắt đó. Trừ 5 này, trừ 15 đi, trừ 5 ít quá hả, tên gì đây, chèn ở Quỳnh Anh đó hả, được à, màu nhiệm, trừ 15 thôi, 76 điểm đi, trừ 15 mới đau đớn, ừ vậy đó, sao giống bài hồi nãy, khác đó, hồi nãy người ta có màu da, chèn ơi, thấy không, đơn giản như thế này này, mi cư như thế này được 100 điểm mà đã khó khăn gì đó. Thấy không, vẽ đơn giản như thế này nè, thấy chưa, đẹp không đó, khó dễ gì mấy em, đẹp chưa, thấy chưa, đẹp không, ngút ngàn luôn đó, đơn giản luôn đó chèn ơi, quá đẹp luôn mi cư, đẹp không đó, sương sương thôi. Ủa cái tay gì kỳ vậy thầy, kệ người ta, em giả được không, hay sao hay sao vậy hả thầy ơi, cái này lực quá vậy thầy, kệ người ta, ngộ ghê không, bà anh vậy đơn giản được trăm, đẹp không đó, tên gì đó, Khánh Ngân đó, Khánh Ngân em này vẽ tốt vô cùng tận, ghê chưa, idol của em đó hả, kệ em, chờ bài cuối cùng lẹ dữ hả, tên gì đây, chèn ơi Thanh Huy, chèn ơi, là nhân vật của mình là màu trắng vậy luôn hả, thiệt không, nếu như màu trắng là em được maximum điểm nha, chèn ơi, đúng rồi hả, vậy được trăm luôn đi, quá đẹp, học trò cưng của tôi, tôi nói thiệt năm nay tôi làm từ thiện, làm cái gì hả, năm nay tôi không có trừ điểm mấy các bạn tên Huy, đó là tôi làm phước rồi đó, chứ mỗi năm tôi trừ nhiều lắm, gặp Huy là trừ 20 điểm, năm nay là không có trừ nữa, tội nghiệp, cái ghê quá à. Thầy ơi thầy, cái này cái nó bị sai đó thầy ơi, thầy cho 100 điểm kỳ quá vậy, sai cái gì vậy, thôi chăm chế cho bạn tội nghiệp đi hay không, ừ thiếu cái chăn hả, thôi kỳ quá vậy, thôi chăm chế được đi 100 điểm ha, thôi kệ không sao đâu, được được không sao đâu ha, thôi giờ mình coi lại những cái bài đi ha, đó xong rồi mình tiếp tục đến với một cái lớp nữa, hôm nay chấm 2 lớp luôn trong một phiên ha, đây nè, ghê không, tôi khen tiếng mà tôi thương tình, tôi phải lên đây tôi nói chuyện để các bạn biết cỡ nào rồi đó, ghê chưa, đẹp không, đẹp ghê không, quá tuyệt vời, tuyệt vời nè, thấy không, thấy ghê chưa nè, tuyệt vời, ngon lành luôn, thôi tôi nói gì chứ tôi chăm chế cái bài này đi, dù sao thì cái hình tượng nhân hóa con vật cũng như con người đi ha, thôi chăm chế thương đó, kệ, lâu lâu mình anh tháng này chưa làm từ thiện, tên gì đây, Nhật Ân hả, cầu tội nghiệp quá đi, đó đơn giản thôi, tôi cho 87 điểm đi, rồi xong đó, coi như tháng này tôi làm công đức đi, kệ, thấy không, dù gì nhắm mắt cho qua vậy thôi đó, ghê không đó, tôi nói thì tôi căng đông đo điếm hết trơn, tôi thương học sinh dữ lắm, mà mấy em đồn tôi ác, tôi ác cái gì, trời ơi, các bạn nghe cái giọng thầy có bị khan tiếng không, có đó, biết sao khan không, tại vì thầy lên thầy rầy la học trò của thầy đó, ừ la mà hả, đâu có la một tiếng đâu, thầy la có 45 phút mà giờ cái giọng nó khàn từng lễ nửa tháng chưa hết nữa, buồn hết sức là buồn luôn, ừ. Nó chưa, nó thấy không,